âm 3 phần 8 và trừ 5 phần 20. 24. Thấy hai cái mẫu nó như thế nào? Bằng nhau. Hai mẫu nó như thế nào? Bằng nhau sao mà được? 8 với 24 mà bằng nhau gì? Bằng nhau sao mà được? Không bằng nhau. Khác nhau. Vậy phải tìm mẫu số chung đi. Mẫu số chung là bao nhiêu? Tệ nè, lấy 8 nhân 24. Còn giỏi nè, tìm bội chung nhỏ nhỏ nhất bằng máy tính được không? Đó chính là 20. 24 đó, khỏi bấm. Đúng không? 24 đúng không? Vậy thằng này thiếu mấy? 8 thì thiếu mấy? Không biết thì lấy 24 chia 8 đi. 3. Vậy thằng này phải nhân. Nhân 3 trừ 8 trừ 3 phần 8. Trên nhân cho 3, dưới nhân cho 3 bằng 9. Ai? Nhiêu? Âm 9 phần 8 nhân 3 24. Này cũng vậy đúng không? Rồi. Mẫu 24 luôn không? Rồi so sánh. Thấy hai này cùng mẫu chưa? Rồi. So sánh tử giùm em đi. Trừ 9 với lại trừ 5 nào lớn? Thằng âm. Đọc đàng hoàng. Thằng âm 5. Âm 5 lớn hơn âm âm chứng, suy ra cái thằng này nhỏ hơn thằng này nên trừ 9 phần 24 nhỏ hơn trừ 5 phần 24. Mà trừ 9 phần 24 là nào? Thằng 3, 3 đúng không? Vậy là mình viết ra nên âm 3 phần 8 nhỏ hơn âm 5 phần 24. Đã viết